Thời gian gần đây liên tục có lao động Việt Nam chạy khỏi các casino tại Campuchia để tìm đường về nước. Đối với họ, cuộc thoát thân này cũng giống như thoát ra khỏi địa ngục để tìm về với sự sống. Và phía sau những cuộc chạy thoát sinh tử đó thì tất cả cũng chỉ là để mưu sinh kiếm sống. Vì tin vào bạn bè, cô gái này cùng chồng và em trai của mình đã bị bán sang Campuchia làm việc cho một công ty chuyên lừa đảo qua mạng. Nhiệm vụ mỗi ngày của cô là phải gọi hàng ngàn cuộc điện thoại để dụ dỗ bằng được khách kết bạn Zalo. Cũng như là chúng ta có nói là alo anh chào anh chị, em điện thoại cho anh chị từ công ty trung tâm nhà phát hành TikTok Việt Nam. Là xong mà kêu bắt xong rồi mới là kêu khách kết bạn Zalo. Khách kết bạn Zalo là qua bên kia, qua bên xe 1 á, là người ta em tụi em chỉ ngồi là người đưa điện thoại thôi, còn qua bên xe 1 là nó hướng dẫn khách từ từ rồi bắt đầu khách nó mới nạp tiền vô trong game. Rồi có rất là nhiều người bị gạt cho nên tụi em không thấy là có mới được rồi có một người đó là 1 tỷ mấy. Dù công việc chỉ là gọi điện kết bạn Zalo với khách, thế nhưng nếu trong ngày không lôi kéo được khách kết bạn thì đồng nghĩa với việc sẽ bị tra tấn, đánh đập, phạt tiền hoặc hơn thế nữa là bị bán đi nơi khác. Ví dụ hôm nay nó áp chỉ tiêu là 25 người, là mình không gọi được 25 người 3 ngày nó sẽ phạt 20 lô. Ví dụ ngày 5-6 khách là nó sẽ là ghi vào lấy, ví dụ không đủ 3 ngày thì nó sẽ trừ 20 lô là tăng ca nữa. Mình đi muộn là 5-6 phút là nó phạt là 20 lô, xong đến thứ 2 là 50 lô, lần thứ 3 là 100 lô. Cái lương thì lương là rất là ít, mà sơ hở thì là phạt rất nhiều. Mà trong quá trình làm việc, ví dụ mọi người mà không có sự cố gắng hay là gì là đều bị có bị luân chuyển công ty và sa thải. Và công ty này đã có từng có một người sa thải xuống dưới thành phố ấy. Và chết, đã có một số người làm đưa đi công ty khác và không còn thấy xác về nữa. Là tổng cộng là tụi em qua đây 4 người, nhưng mà bị một người là cũng như là chỉ có ngồi sơ sức một chút, cũng như là mỏi giò quá là gác cái chân lên ghế thôi mà bị bán qua công ty khác. Rồi tới giờ hình như là 2 tháng rồi là không liên lạc được. Nhảy dạ, cả tin vào những lời mời chào hấp dẫn, nhiều người bỗng trở thành nạn nhân, cuối cùng phải trở về tay trắng, mang theo gánh nặng nợ nần, thậm chí đánh đổi bằng cả tính mạng. Như vậy, có phải vì với mức lương cao mà nhiều người lao động Việt Nam chấp nhận rủi ro? Theo cái lời kêu gọi là một số lương rất là cao như thế, từ 500 đến 1.000 đô trên một người. Tuy nhiên thì để lãn được cái số tiền này không phải là một cái vấn đề đơn giản. Cũng rất mong rằng các cấp ủy chính quyền địa phương và kể cả những người có nhu cầu lao động thì trước khi xuất cảnh qua Campuchia thì cũng phải tìm hiểu cho rõ mình làm cái gì và làm với ai ở đâu. Ngoài ra thì mình cũng phải hết sức cân nhắc trong việc mà xuất cảnh một cách trái phép đi ra nước ngoài lao động. Qua các lời kể của những người trong cuộc cho thấy không có việc làm gì nhẹ nhàng mà lại có lương cao, mà ở đây chỉ có lừa đảo, dụ dỗ những người nhẹ dạ bước chân vào con đường phạm pháp để rồi đánh đổi cả tính mạng chỉ vì tin theo lời mời gọi việc nhẹ lương cao.